tuổi 40 phải biết ngay điều này để hối hận. Kính thưa quý vị, sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng cuộc sống sẽ chẳng vì ai, sẽ chẳng vì những lời oán trách mà đi theo một quỹ đạo khác. Cuộc đời mỗi người chúng ta, nhìn qua nhìn lại, thật bận rộn, mệt mỏi. Dù cho cả một đời vất vả, nhưng sau cùng, vẫn có những việc ta chẳng thể hoàn thành được. Cả một đời cố gắng tiết kiệm, tàn tiện, tích góp, vậy mà vẫn thấy tiền bạc không bao giờ là đủ cả. Còn người ta, cả một đời cố gắng chịu đựng, nhường nhịn, thậm chí lo sợ. Nhưng dù cho cẩn thận thế nào, thì ta vẫn bất cẩn, gây ra lỗi lầm với không ít người. Cả một đời, chúng ta đều đang học đọc, học viết, học cảm thông. Nhưng dù có thông minh đến mấy, thì vẫn phải đối diện với không ít lần thua thiệt. Cả một đời, dù cho cố gắng tỉnh táo bao nhiêu, bình tĩnh bao nhiêu, thì sau cùng vẫn không tránh khỏi những lần nuối tiếc đến cay đắng. Sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng thế giới thật rộng lớn, còn bản thân mình thật bé nhỏ. Có những chuyện không cần phải xem nặng đến thế. Bản thân ta vốn đã rất khổ, rất mệt, nên cũng không cần vì những chuyện không đáng mà dày vò bản thân. Đời người vốn là một con đường hoàn nghèo, nên chắc chắn có rất nhiều chuyện khiến ta không vừa lòng. Vì thế, không cần cưỡng ép bản thân phải đi thẳng. Đã cố gắng hết mình, thì kết quả ra sao cũng nên vui vẻ chấp nhận. Sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng đời người quá ngắn ngủi để tính toán, chi li những điều nhỏ nhặt. Có những việc không hiểu được thì không cần phải hiểu. Có những người không đoán được thì không cần phải đoán. Có những lời lẽ nghĩ không thông thì không cần phải nghĩ thêm được nữa. Những điều không vui trước đây, hãy đem nó cất vào một xó bụi bặm. Vậy nên, hãy nhắc nhủ mình thường xuyên. Tôi không được hoàn hảo, nhưng nhất định phải sống chân thành. Tôi không được giàu có, nhưng nhất định phải sống vui vẻ. Sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng cuộc sống sẽ chẳng vì ai, sẽ chẳng vì những lời oán trách mà đi theo một quỹ đạo khác. Dù ta có oán trách hay không thì cuộc sống vẫn diễn ra như thế. Dù ta có buồn phiền đến đâu thì đời người vẫn y như thế. Oán trách nhiều, buồn phiền nhiều thì ta chính là người khổ não nhất, mệt mỏi nhất. Có khóc, cuộc đời sẽ không vì thế mà chảy nước mắt vì ta. Có khổ thì cuộc đời cũng không bởi thế mà thêm phiền não. Sinh ra là con người thì phải chấp nhận, đâu phải chuyện nào cũng luôn thuận buồm xuôi gió, xuôi trèo mát mái, nhất là trong công việc, sự nghiệp riêng. Người sống ở đời, vui vẻ là một đời, sầu khổ cũng là một đời. Vậy sao ta không vui sống cho đến cuối đời này, cho thỏa một kiếp người? Sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng đừng vì những người mình không thích mà đánh mất niềm vui. Đừng vì những người chỉ vụt thoáng qua trong đời mà lưu luyến không thôi. Đừng vì những điều bản thân không hài lòng mà phải long đong khổ sở, sống trong muộn phiền. Hãy sống vì bản thân, dù cho cuộc sống cho ta điều gì thì hãy vui vẻ đón nhận. Đừng làm khó bản thân, cũng đừng bắt chước người khác. Hãy là chính mình, đi theo con đường mình đã chọn, làm tốt những việc trong phận của mình, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Đó mới là thái độ sống tốt nhất. Sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng những gì mình không với tới cũng không nhất thiết phải mong muốn thái quá. Cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Khi thấy mệt mỏi, hãy buông lỏng bản thân và ngồi xuống uống tách cà phê, nghe một vài bản nhạc hay. Khi thấy khó chịu, hãy tìm tới người thân yêu nhất để thổ lộ tâm sự. Những lúc buồn phiền, hãy tự mình tìm kiếm niềm vui, nhưng đừng đánh mất hạnh phúc. Những lúc bận rộn, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng đừng đánh mất sức khỏe. Những lúc mệt mỏi, hãy dừng chân lại, nhưng đừng đánh mất niềm vui. Sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng đừng làm khổ bản thân vì đời người cũng chỉ mấy chục năm ngắn ngủi. Chỉ trong chớp mắt là đã hết một đời. Không oán trách, chỉ trích bản thân, trừ lại cho mình một phần lạc quan, an yên. Không cưỡng cầu, mong mỏi thái quá, trừ lại cho bản thân một phần điềm tĩnh, thản nhiên. Không so đo, tính toán chi li, trừ lại cho bản thân một phần tình cảm chân thành nhất. Cũng đừng hâm mộ phần hào quang của người khác thái quá. Không chê trách thói đời nóng lạnh. Tự tin kiên định với lựa chọn của bản thân mình.
Cuối cùng, tôi cũng chỉ muốn nhắn gửi rằng, dù ở tuổi nào, thì cách sống tốt nhất vẫn là nghĩ thông, nhìn thoáng và buông bỏ. Tuổi 60, quyết không cúi đầu trước bốn thứ này. Kính thưa quý vị, cuộc đời luôn trải qua nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn lại có những biến cố. Nhưng dù là lúc nào, dù lưng còng xuống khi 60 tuổi, chúng ta cũng không được cúi đầu trước những điều sau. Khi gần chạm tới ngưỡng cửa 60 tuổi, nhiều người mới đột nhiên hiểu thấu về số phận, kim tiền, địa vị, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình và bè bạn. Những giá trị mà thời trẻ chúng ta bỏ qua. Đến khi thời gian trôi đi, sự quý giá mới ngày càng lộ rõ. 60 năm đã là một hoa sáp, nửa đời người bất giác cũng trôi qua. Nhiều người đón chờ tuổi trung niên trong rất nhiều vấn đề. Tinh thần họ đơn điệu, nhàm chán khi bỗng chốc phải từ bỏ thời gian bận rộn, cơm áo gạo tiền thường ngày. Họ cảm thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, không có động lực vì không cân bằng được trọng tâm cuộc sống. Họ cũng cảm thấy rệu rã khi nhìn dung mạo và cơ thể ngày một già đi bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Những dấu hiệu khiến người ta chẳng còn tâm trạng đâu để vui vẻ sống, mà không ít người luôn chìm đắm trong tâm trạng bất an, mệt mỏi và chán nản. Thế nhưng, không còn bị công tác chi phối thời gian, đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tự do làm mọi điều mình muốn mà trước kia không thể thực hiện. Chúng ta có thể dành thời gian trân trọng gia đình, chăm sóc bản thân, hưởng thụ cuộc sống theo sở thích cá nhân nhiều hơn. Chúng ta sống chậm lại hơn để yêu thương nhiều hơn. Mỗi người đều có lối sống khác nhau, những mối quan tâm khác nhau. Nhưng dù sống ở giai đoạn nào, chúng ta cũng sẽ tìm thấy sự nhẹ nhàng, khoáng đạt và thông tỏ của riêng bản thân. Cùng với đó, chúng ta sẽ hiểu rằng dù lưng có còng thì đầu cũng không bao giờ cúi trước những thứ sau. Cuộc sống mới có thể hạnh phúc trọn vẹn. 1. Không cúi đầu trước bệnh tật. Trước 60 tuổi, ta tin tưởng vào bản thân. Cảm sốt cũng chỉ là uống ngụm nước là khỏi. Bệnh nặng cũng ngủ một giấc là xong. Sau 60 tuổi, ta hiểu được cách trân trọng bản thân. Cũng là lúc huyết áp cao, mỡ máu cao, đường máu cao không mời mà tới. Tuy thế, chúng ta không vì bệnh tật mà đánh mất đi niềm đam mê và cuộc sống, quên mất cách hưởng thụ những vẻ đẹp của trần gian. Chỉ cần một lần cúi đầu trước bệnh tật thì chúng ta cũng đã đánh mất cơ hội để chủ động thay đổi hiện trạng của chính mình. Sinh lão bệnh tử là những giai đoạn mà ai cũng phải đi qua trong mỗi cuộc đời. Chúng ta chạy không thoát, nhưng không hẳn chúng ta có thể thua trong mọi cuộc chiến. Chỉ cần tâm thái và ý chí vẫn còn, rất nhiều người bệnh còn chiến thắng cả mầm mống ung thư quái ác. 2. Không nên cúi đầu trước con cái. Không cúi đầu ở đây không đại biểu cho thái độ ương ngạnh, bảo thủ, chỉ chăm chăm áp đặt ý kiến của mình, mà thể hiện thái độ không phụ thuộc vào con cái của người lớn tuổi. Khi chúng ta già đi, cũng là lúc con cái đã trưởng thành, có gia đình riêng, có những trách nhiệm riêng mà chúng phải gánh vác. Vì vậy, để gìn giữ mối quan hệ không xảy ra tranh chấp, xung đột, chúng ta không nên can thiệp vào đời sống riêng của con cái quá nhiều. Hãy cân bằng trọng tâm cuộc sống giữa người thân và bản thân. Chỉ dành trọn vẹn thời gian cho một đối tượng duy nhất, chúng ta vừa chịu áp lực, đối phương cũng cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái. Do đó, thỉnh thoảng cả gia đình cùng tụ tập, vui vầy bên con cháu, bày vài mâm cơm, thỉnh thoảng lại hẹn gặp những người bạn già, cùng nhau đi du lịch, tâm sự vài câu chuyện cũ bên chén trà thơm. Đó cũng là một cách để mà tận hưởng cuộc sống của riêng mỗi người. 3. Không bao giờ cúi đầu trước tiền bạc. Tiền bạc vật chất không bao giờ là đủ, nhưng cũng không phải càng nhiều càng tốt. Đừng vì những thứ vật ngoài thân mà đánh đổi bằng hạnh phúc và thành tín mà chúng ta đang có. Đôi khi ngồi uống trà thơm, cơm canh đạm bạc cùng người ta yêu thương còn hơn quỵ lụy lạnh lục để đổi lại một bữa bảo ngư phi cá người ngoài bỏ đi. Do đó, đừng để những năm tháng cuối đời mù quáng trong dục vọng, bạc tiền và ham muốn vật chất. Kim tiền, địa vị, sự nghiệp, danh tiếng
bấy giờ đều không giá trị bằng 1/1000 cuộc sống bình thản, ung dung nhưng ý nghĩa. 4. Không cúi đầu trước năm tháng. Người ta đi xe hơi thì vẫn có người đi xe máy. Khi ta đi xe máy thì vẫn có người đi bộ. Khi ta đi bộ lại có người đang chống gậy. Khi ta chống gậy vẫn còn người cụt chân. Khi ta cụt chân hãy còn có người mất mạng. Như vậy năm tháng trở nên không còn đáng sợ nữa. Ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng, ngày mai cũng chẳng thể biết trước được điều chi. Mỗi ngày chẳng thể đều là một ngày vui, thuận lòng như ý. Nhưng mỗi ngày chúng ta đều phải có tâm trạng thật tốt. Điều này chỉ có thể dựa vào nội tâm mạnh mẽ, nơi tâm hồn sâu thẳm. Như vậy, dù cuộc sống ngắn ngủi hay dài lâu, chúng ta cũng có thể hưởng thụ trọn vẹn, không còn gì nuối tiếc.